Xin chào tất cả anh em. Hôm nay shop giới thiệu đến anh em mẫu giày mới có mặt tại shop. Đây chính là đôi giày replica đang cực hot hiện nay. Nó là sản phẩm con cưng của những tín đồ thời trang đam mê cái dòng giày thể thao phong cách này. Như các bạn thấy thì đôi giày sở hữu những cái đường nét rất là khỏe khoắn và trẻ trung, tạo nên cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Với cái nền xám thì làm nổi bật lên những cái đường vân màu đen ở đây. Điểm nhấn cho cái đôi giày sneaker này chính là cái đường chỉ khâu ở mũi giày rất là nổi bật. Và đế giày thì được làm bằng cao su nha anh em, không phải đế xốp, đế cao su. Này, cao su rất là bền, rất là chắc chắn. Một đôi giày đẹp và phong cách như thế này thì sẽ giúp cho anh em trở nên cá tính và mạnh mẽ hơn. Sản phẩm thì có hai màu là xám trắng và màu đen như anh em thấy đây. Sản phẩm được phân phối tại shop. Chào đón năm mới thì shop giảm giá cực lớn cho anh em, chỉ còn 299.000 đồng mà thôi. Ngoài ra thì shop sẽ tặng thêm một đôi tất cho anh em đặt hàng tại đây. Vậy nên anh em cứ nhanh tay để lại số điện thoại, shop sẽ liên hệ ngay để hỗ trợ anh em đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.